xong, nó xong bài nha anh. Nhiều khi không có em anh chỉnh cho nó được, được chứ xíu. Đây là máy sang phụ với ba lốp. Đó. Cái cuộn giấy của mình nó đang nó hàng hơi dùng dùng nè. Dùng quá thì mình lại chỉnh cho nó căng lên. Chỉnh căng là bên bộ phận này. Mình giảm này xuống. Giảm xuống. Cho dây cơ rô nó đỡ căng. Cho giấy nó căng lên tí. Giấy nó căng lên. Giấy căng lên nó đỡ nhăn chỗ này nè. Chỗ này nó thùng lùng nó nhăn nè, thấy không? Hai cái lô ép cao su này mình cũng chỉnh cho nó vừa căng thôi, nếu mà căng quá đứt giấy. Cảm ơn mọi người đang đăng ký kênh của mình nha. Máy sang cuộn giấy 3 lớp mà đang chạy giấy 2 lớp. Đang chạy giấy 2 lớp nè mọi người. Đang chạy giấy 2 lớp để mà là sản phẩm giấy 2 lớp không lỗi nè, không lỗi bằng hai cái tay rút. Cái tay chọt nè. Cái tay chọt. Hình như cây giấy nó hơi to phải không? Hả? Cây giấy cái cuộn nó hơi to phải không? To mình cái đồng hồ đây mình giảm bớt. Cuộn giấy đúng rồi, nó hơi phồng. Cuộn giấy nó hơi xốp. Hơi phồng. Dạ xốp quá. Dạ giảm lại phải không? Dạ. Cái keo này mình đá nó qua đây nè. Giảm lại đây phải không? Dạ đúng rồi. Dạ giảm lại như vậy là nặng phải không? Không. Qua lại là nặng chứ. Cái trọng lượng giống nhau mà nó nhỏ cây lại một tí thôi. Nhỏ cây lại thì như phải chỉnh số. Không, cái đó là ta trọng lượng. Còn cái này là to nhỏ mà cái trọng lượng vẫn giữ nguyên. Cái van chỉnh nhuyễn á. Thì bây giờ hồi nãy thấy bây giờ qua lại nặng. Dạ. Nếu mà nó phồng quá thì mình trừ, dặn theo chiều trừ. Mà nó nhỏ quá thì dặn theo chiều cộng cho nó phồng lên. Nhưng mà trọng lượng nó không thay đổi. Còn anh thay đổi trên màn hình là trọng lượng thay đổi á. Rồi cái lô cao su nè, cái này thì lô sắt nằm ở dưới, lô su nằm trên, còn cái lô kia là ngược lại, lô su nằm dưới, lô sắt nằm trên nè. Còn cái sau khi chạy nó hơi dùng thì là băng tải bị trượt á, cuộn giấy nó to nè, cái băng tải kia nó trượt, tại cái áp lực hơi nó giữ không nổi, nó quán tính nó trượt. Không nhông biệt động. Không biển động. Máy ba lớp này nó còn khung, nếu mà lên lớp nữa còn khung nữa. Rồi xong cho cán biên thì có thể chạy những cái sản phẩm giấy Hàn Quốc hay là giấy ba lớp loại cao cấp. Đó, mọi người nhìn cái cách chỉnh máy nó phức tạp nó nè. Phải cho nó đồng tốc mới được nè. Cái tốc độ nó phải đồng nhau thì nó mới chạy được. Chỗ này mấy giấy ở trên nó hơi ngắn hơn mấy giấy ở dưới. Mấy giấy trên nó hơi ngắn hơn mấy giấy ở dưới. Mấy giấy ngắn hơn mấy giấy dưới có thể nó bị xếp ly phía ngoài cái trục này. Bị xếp ly phía ngoài trục này tìm cách xử lý. Tìm cách xử lý gắn thêm một cây sào nữa, gắn thêm một cây sào vô đây nữa. Rồi cảm ơn mọi người đã đăng ký kênh nha. Chào mọi người nhiều. Cảm ơn mọi người nhiều.